Xin chào cả nhà, mình là Liên Minh, đã sử dụng và kinh doanh Savron được 4 tháng nay ha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho cả nhà thấy là cái kết quả của mình sử dụng nó giảm eo của mình như thế nào. Thì mình các bạn biết không, trước đây là cái vòng eo của mình là 80 lần. Và đây là cái quần mà mình đã mặc trước khi kinh doanh Savron. Mình đã mặc để đi ra học bạn Đào Bá Hiệp 4 năm ngày ở ngoài Hà Nội đấy. Đó, đây là cái quần trước khi mình sử dụng ha. Sau khi mình học xong về và mình bắt đầu mình kinh doanh Savron thì kết quả là sau 2 tuần sử dụng mình đã giảm eo được 8 cm. Và bây giờ nó đã duy trì tới hiện tại. Trước đây là mình 80 ha, eo 80, bây giờ còn 72. Sau 2 tuần là còn 72 và bây giờ nó vẫn duy trì là 72. Và hiện tại tới bây giờ là mình đã giảm được 4 tới 5 kg á. Đó, các bạn thấy nè. Đó, quần là bây giờ là mặc là tuột luôn á. Không có mặc được nữa đó, thấy không nè, nó rộng rinh nè, không đó. Mà bây giờ là mình mới ăn cơm, mới ăn sáng xong đó nha. Đó đó, cho nên là những ai mà đang muốn có thu hẹp cái vòng eo, thu nhỏ cái vòng eo của mình lại á, thì cứ yên tâm mà sử dụng Savron nhé. Đó, trước đây thì mình mới sử dụng được 2 tuần, mình thấy quá tốt cho nên là mình giới thiệu rất là nhiều người. Nhưng mà các bạn biết sao không, do mình là mới sanh xong á cho nên giảm, nó giảm rất là nhanh. Còn cái những người mà đã mỡ nó đã tích tụ lâu ngày á thì rất là khó giảm. Cho nên là mọi người mới sử dụng được tháng cái thấy không được giống mình, cái là nản bỏ luôn. Nhưng mà các bạn biết không, là bây giờ một số các bạn mà và khách hàng của mình á, với một số cái bạn đại lý của mình làm khoảng 3 tháng trở lại đây á, thì các bạn bây giờ đã có cái vòng eo lý tưởng và đi ra là được rất là nhiều người khen nha. Trước đây mình đi đâu cũng bị chê, trời ơi chê thấy ớn luôn á, mà bây giờ đi đâu cũng được khen rồi. Điển hình là cái bạn đại lý của mình là bạn Huỳnh Thu Thủy á. Bạn trước khi mà bạn bán hàng, mình cũng có nói bạn bán đi, em bán được á, em bán đi. Nhưng mà bạn nói là bây giờ mình quảng cáo là giảm vòng eo mà em không có giảm được, tại cơ địa của em khó giảm lắm, uống cả tháng trời mà đâu có thấy giảm. Nhưng mà bạn kiên trì tới bây giờ là 3 tháng rồi. Thì bây giờ ai gặp bạn ấy cũng khen bạn ấy, và rất là nhiều người mua hàng của bạn ấy vì thấy bạn ấy trẻ đẹp lên. Đó, bạn thấy không nè. Đó, rộng rinh luôn nè. Rộng rinh, cái quần này bây giờ đâu có mặc được, nhưng mà cái quần này là cái quần kỷ niệm mình giữ lại để mình thấy một cái điều kỳ diệu, rất là kỳ diệu. Trước đây mình thấy mình quá sồ sề, mình cũng sử dụng rất là nhiều thứ, quấn quấn, xoa xoa, bóp bóp, quấn đủ kiểu, thậm chí là uống luôn cả cái thuốc giảm cân mà người ta chế biến từ cái gì, cái trái gì mà chua chua, trái bứa vậy đó, uống vào cũng chẳng thua gì hết, tốn bao nhiêu là tiền, mấy triệu bạc đó, các bạn thấy không đó, thấy chưa. Cho nên là kiên trì nha các bạn, uống đã sử dụng Savron của mình hoặc là ai mà chưa sử dụng thì mua liền rồi uống đi đó. Và các bạn biết không, Savron á nó kích thích, nó tái tạo tế bào của mình, nó đào thải độc tố và tái tạo tế bào của mình. Cho nên là các giác quan như là thính giác, thị giác, vị giác nó đều phát triển. Cho nên là nhiều lúc nó tiêu hóa thức ăn tốt nữa, cho nên là mình ăn rất là ngon. Cho nên là một vài người thấy ăn nhiều quá cái là ngưng uống Savron, cái đó là cái sai lầm nha. Khi mà mình thấy mình ăn ngon quá, mình ăn nhiều quá thì mình biết cái nào tốt cho cơ thể, tốt cho sức khỏe thì mình ăn và mình điều tiết lại cho nó giảm bớt phần ăn đi, chứ không phải là mình ngưng uống Savron. Ngưng uống Savron là sai lầm, thấy không đó. Rộng rinh luôn, quá đã luôn á, mừng muốn chết luôn à nè. Đó, các bạn kiên trì nha. Trước đây là mình cũng không, tại mới sử dụng cho nên cũng không biết, cũng nói là giảm nhanh lắm, cái này giảm nhanh lắm. Cho nên một số người sử dụng cái là họ nản, họ kêu mình chắc mình nói xạo đây, mình nói để mình bán hàng. Nhưng mà tại vì cái cơ địa của mình là mình mới sanh xong cho nên là cái mỡ ở bụng này nó đang còn dạng là mỡ lỏng. Còn những người mà sanh lâu rồi hoặc là các ông á, tích tụ bụng bia tích tụ lâu rồi á thì phải cần thời gian dài hơn. Cái đó mình vừa uống mình có sức khỏe mà lại thải mỡ, có thân hình đẹp, tội gì không uống. Đó, cứ kiên trì nha. Mới làm được 1 tháng thì đừng có nản lòng, phải 3-4 tháng trở lên.
Rồi vậy nha, vậy nha. Ai mà mua cứ liên hệ Facebook Liên Minh nha.